chương 571 mưu hoa. Này người trẻ tuổi tuổi không lớn, nhìn qua cũng chính là 20 xuất đầu tuổi. Nhưng mặt trên người hắn khí thế lại thập phần đáng sợ. Đầu bạc trưởng lão gật gật đầu, chỉ hướng bên cạnh chỗ ngồi nói. Ta nghe nói người gần nhất tiến triển thân tốc. Thanh niên điểm điểm, trên mặt lộ ra một tia tự hào chi sắc. Ta đã siêu việt chính mình cực hạn, tin tưởng lại quá mấy ngày. Liền có thể đột phá đến ngự không sáu trọng đầu bạc trưởng lão vừa lòng gật gật đầu này thanh niên là hắn đệ tử trung kiệt xuất nhất một cái cũng là hắn đệ tử đích truyền như thế tuổi trẻ liền sắp đặt chân ngự không sáu trọng loại này thành tựu là người khác vô pháp tưởng tượng nói là trí tôn chi tài cũng chút nào không quá trầm ngâm thật lâu sau đầu bạc trưởng lão mới mở miệng nói người gần nhất còn không thể đột phá ta muốn ngươi tưởng hết mọi thứ biện pháp đem chính mình cảnh giới áp chế ở ngự không năm trọng nghe được lời này người trẻ tuổi ngây ngẩn cả người làm trẻ tuổi một thế hệ cường giả chi nhất hắn trong lòng tự nhiên là có vài phần ngạo khí theo cảnh giới cùng tầm mắt tăng trưởng hắn đối chính mình yêu cầu cũng càng ngày càng cao hiện tại hắn mục tiêu đó là nội môn kia mấy cái chí cường giả chỉ có có thể cùng bọn họ sánh vai mới có thể chứng minh thực lực của chính mình Dĩ Vãng sư phụ cũng thường xuyên sẽ cho hắn một ít tài nguyên cùng với chỉ đạo, làm hắn có thể càng mau đột phá cảnh giới. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến, lúc này hắn thế nhưng sẽ ngăn trở chính mình đột phá. Đệ tử không rõ, hắn lập tức liền mở miệng hỏi nói. Lúc này hắn đã xa xa siêu việt chính mình cực hạn, lại không đột phá không chỉ có sẽ không cho hắn mang đến nhiều ít thu hoạch, còn có khả năng sẽ làm hắn tu vi đã chịu ảnh hưởng. Đầu bạc trưởng lão thấp giọng nói. Người mấy cái sư đệ khoảng thời gian trước làm tạp một cái nhiệm vụ. Suýt nữa làm một cái nội môn đệ tử bị chết. Hắn muốn gặp mặt đại đế tất nhiên sẽ tại nội môn đại bỉ thời điểm tìm kiếm phương pháp. Cho nên ta muốn cho ngươi cản cản lại hắn. Nghe được lời này, người trẻ tuổi mới nhẹ nhàng thở ra. Nội môn đại bỉ thời gian đã thực tiếp cận một tháng thời gian. Đối hắn ảnh hưởng còn ở nhưng tiếp thu trong phạm vi người nọ rất mạnh sao? hắn mở miệng hỏi. hắn sở dĩ muốn lần nữa siêu việt chính mình cực hạn, đó là vì cùng cùng cảnh giới người xuất sắc một trận chiến. nếu này thật là một cường giả kia nhưng thật ra cũng đáng đến hắn chờ thượng một tháng. đầu bạc trưởng lão lắc lắc đầu. phá phàm cảnh giới. nghe được lời này, người trẻ tuổi thậm chí có chút hoài nghi có phải hay không chính mình lỗ. tay ra vấn đề làm cùng thế hệ chung người mạnh nhất hắn tự nhiên là có vài phần ngạo cốt ở hắn xem ra dù cho là cùng cảnh giới võ giả cũng không có vài người là đối thủ của hắn nhưng mà hiện tại sư phụ lại muốn cho hắn đi đối phó một cái phá phàm võ giả này thậm chí làm hắn cảm nhận được một tia vũ nhục sư phụ thứ ta nói thẳng hắn lập tức liền đứng dậy nói đệ tử bổn ứng thế ngài phân yêu nhưng là ngài muốn ta đánh với chính là một cái phá phàm cường giả đây là đối ta vũ nhục hắn ngữ khí thập phần kiên quyết đã đem chính mình thái độ biểu lộ nếu đầu bạc trưởng lão lấy không ra một cái làm hắn tin phục lý do kia hắn là tuyệt đối sẽ không ra tay không cần xem thường hắn đầu bạc trưởng lão mở miệng nói hắn sau lưng thế lực đến bây giờ mới thôi đều không có điều tra rõ đây là một cái thiên phú cực cường đệ tử Trước mấy sao 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 tuyên bố một cái thăm dò hoang dã nơi nhiệm vụ, người mấy cái sư đệ lầm. Làm hắn tiếp nhận rồi nhiệm vụ này. Hắn cùng tư đồ nam hai người, ở hoang dã nơi sinh tồn hai tháng thời gian. Cuối cùng tồn tại đã trở lại. Thẳng đến lúc này, người trẻ tuổi kia trên mặt mới lộ ra một tia vẻ mặt ngưng trọng. Bát hoang mười mà có bao nhiêu hung hiểm hắn là biết đến, trên thực tế. Hắn cũng từng đã làm cùng loại nhiệm vụ. Lúc trước, hắn cùng mấy cái sư huynh đệ cùng đi trước thăm dò một chỗ mật địa. Ở nơi đó hắn suýt nữa bỏ mạng. Lâm Huyền có thể một mình một người từ hoang dã nơi tồn tại trở về. Này đã đủ để chứng minh thực lực của hắn. Mặc kệ hắn là bản thân thực lực cường hãn, vẫn là có cái gì vũ khí bí mật. Đều có thể tính làm là hắn thực lực một bộ phận. Bất luận thực lực của hắn như thế nào, ta đều không hy vọng hắn trở thành lần này nội môn đại bỉ xuất sắc giả đầu bạc trưởng lão nhìn chằm chằm hắn nói người minh bạch ý tứ của ta sao người trẻ tuổi gật gật đầu ứng hạ lúc này lâm huyền như cũ là đang không ngừng rèn luyện chính mình thân thể cùng linh hồn có phệ hồn thú trợ giúp linh hồn của hắn lấy có thể nhận thấy được tốc độ tăng trưởng tuy rằng hắn hiện tại còn không có lựa chọn đột phá nhưng là một khi chờ hắn sau khi đột phá kia thực lực của hắn tất nhiên sẽ có nổ mạnh thức tăng trưởng còn dư lại một tháng thời gian vậy là đủ rồi lâm huyền thấp giọng lẩm bẩm vốn dĩ hắn là vô tình đem chuyện này ảnh hưởng mở rộng rốt cuộc cùng là trí tôn điện phủ nội môn đệ tử hơn nữa hắn cũng đích xác không có đã chịu quá nhiều thương tổn nhưng là kia đầu bạc trưởng lão thái độ lại làm hắn có chút không thoải mái nếu ngươi lựa chọn lấy thế áp người vậy đừng trách ta lấy lực áp người nhưng vào lúc này tư đồ nam mặt xám mày cho đi đến trên người hắn quần áo có không ít tổn hại trên mặt càng là có thực rõ ràng thương thế sao lại thế này lâm huyền nhíu mày hắn dốc lòng tu luyện cho nên liền làm tư đồ nam đi lãnh bọn họ nhiệm vụ lần này khen thưởng ai làm tư đồ nam xấu hổ cười lâm tiểu tử chúng ta tông môn cống hiến bị hủy bỏ ta đi lãnh nhiệm vụ thời điểm, bọn họ nói chưa bao giờ tuyên bố quá thăm dò hoang dã nơi nhiệm. Vụ, nghe được lời này, Lâm Huyền giận tím mặt. Bọn họ thật to gan. Nếu chỉ là mấy cái đệ tử, bọn họ là quả quyết không có lớn như vậy lá gan. Dù cho bọn họ chơi xấu, muội hạ vài vị trưởng lão nhận lời thêm vào bồi thường. Lâm Huyền cũng sẽ không có cái gì cách nói. Nhưng là nói thẳng không có tuyên bố quá nhiệm vụ này. Này hiển nhiên không phải mấy cái đệ tử dám làm. Chúng ta đi nhiệm vụ đại điện. Giọng nói rơi xuống, Lâm Huyền liền đứng dậy rời đi. Tư đồ nam vội vàng theo đi lên, còn ý đồ muốn khuyên can Lâm Huyền. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, này hiển nhiên là trưởng lão ý tứ. Chúng ta đấu không lại bọn họ. Lâm Huyền đột nhiên dừng lại, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm tư đồ nam nói. Đó là chúng ta nên được khen thưởng, dù cho là trí tôn thân đến cũng muốn cho ta một cái cách nói. Giọng nói rơi xuống, hắn triển khai con rối cánh. Bay lên trời hướng về nhiệm vụ đại điện bay qua đi. Từ đồ nam nhìn Lâm Huyền bóng dáng, sắc mặt thập phần phức tạp. Từ khi nào hắn cũng giống Lâm Huyền như vậy. Nhưng mà theo hắn ở trí tôn điện phủ ngốc thời gian càng dài. Hắn nhuệ khí cũng liền dần dần bị ma diệt. Tranh thủ chính mình đồ vật ta thật sự có thể chứ. Từ đồ nam lẩm bẩm nói thật lâu sau hắn mới ngẩng đầu hướng về lâm huyền rời đi phương hướng đuổi theo qua đi lâm huyền đã đi tới nhiệm vụ đại điện hắn lẳng lặng mà nổi tại không trung có vẻ dị thường bình tĩnh nhiệm vụ đại điện mấy cái chủ sự đệ tử đã sớm đã phát hiện hắn nhưng là lại không có ai dám ra tay chọc phải như vậy cái sát tinh ai chịu nổi nhưng vào lúc này kia sát tinh mở miệng các ngươi nơi này ai có thể làm chủ lăn ra đây cho ta Chương 572 cuồng vọng. Hắn lời vừa nói ra, phía dưới các đệ tử đều ngây ngẩn cả người. Lặng ngắt như tờ. Cái dạng gì cuồng nhân đều gặp qua, nhưng là giống Lâm Huyền như vậy. Trực tiếp trên cao nhìn xuống đứng ở nhiệm vụ đại điện trên không, lại là chưa bao giờ từng có. Đây là kiểu gì cuồng vọng? Lâm Huyền thấy không có người đáp lại, liền làm ra một cái lệnh chúng nhân khiếp sợ hành động trong tay hắn quang hoa chợt lóe chân long kiếm xuất hiện ở hắn trong tay ở vô cấu nguyên khí quán chú hạ chân long kiếm phun ra nuốt vào kiếm mang xem ra tới lâm huyền là thật sự nổi lên sát tâm thẳng đến lúc này mới có một cái đệ tử căng ra đầu đứng dậy ở nhiệm vụ đại điện dơ đao múa kiếm người đây là muốn tạo phản sao bổn ứng rất có khí thế một câu từ hắn trong miệng nói ra lại là có chút chẳng ra cái gì cả lâm huyền cười nhạo một tiếng tạo phản ai ở tạo phản thực lực chẳng ra gì đổi trắng thay đen thủ đoạn nhưng thật ra nhất lưu a à. nghe được lời này phía dưới truyền đến một trận ồn ào thanh những nhiệm vụ này đại điện chủ sự đệ tử thực lực đích xác giống nhau cường giả chân chính lại có mấy người sẽ đến làm loại chuyện này đâu bất quá dám như thế trắng trợn táo bạo nói ra lại cũng chỉ có lâm huyền một người thực lực của bọn họ lại như thế nào nhược trung quy cũng là trưởng lão thân truyền đệ tử chọc bọn họ về sau đã có thể không có hảo quả tử ăn kia đệ tử sắc mặt lúc xanh lúc đỏ hiển nhiên là bị chọc tức miệng lưỡi sắc bén hắn gầm nhẹ một tiếng hướng về lâm huyền vọt qua đi cùng những người khác so sánh với thực lực của hắn đích xác không tính cường nhưng là kia cũng phải nhìn cùng ai so ở hắn xem ra, Lâm Huyền rốt cuộc chỉ là một cái phá phàm cảnh giới võ giả. Liền ngự không phi hành đều còn cần mượn dùng con rối cánh. Lại có thể có cái dạng nào thực lực đâu. Phía trước chậm chạp không chịu ra tới. Một là bởi vì bị Lâm Huyền kia cuồng vọng hành động sợ ngây người. Thứ hai còn lại là bởi vì có tật giật mình. Lúc này bị Lâm Huyền vũ nhục, hắn tự nhiên không có khả năng lại làm bộ nghe không thấy. Chờ ta trước đem ngươi bắt giữ, lại từ trưởng lão tới xử trí ngươi." Giọng nói rơi xuống, hắn liền đã đi tới Lâm Huyền bên cạnh. Tốc độ này không thể nói không mau. Bất quá chớp mắt công phu có thể vượt qua xa như vậy khoảng cách. Đủ để chứng minh thực lực của hắn. Phốc, hắn một phen vỗ vào Lâm Huyền bả vai, muốn đem hắn bắt giữ. Nhưng mà bất luận hắn dùng như thế nào lực, Lâm Huyền đều không có chút nào nhúc nhích chủ sự đệ tử sắc mặt biến đổi, hắn đã ý thức được Lâm Huyền thực lực có bao nhiêu khủng bố. Bất quá lúc này lại muốn thu tay lại, hiển nhiên là có chút hạ không được đài. Chút tài mọn, hắn hừ lạnh một tiếng, bàn tay trên dưới tung bay lên. Lâm Huyền cười khẽ, hắn nhận được này thủ pháp, này thủ pháp tên là toái cốt tay. Là một loại cực kỳ âm độc võ kỹ. Một khi bị này đánh chúng, kia cả người xương cốt đều sẽ vỡ vụn thậm chí có khả năng sẽ bị hoàn toàn phế bỏ. người xuống tay nhưng thật ra chút nào không lưu tình a. À. Lâm Huyền lạnh lùng nói. trước mắt cái này chủ sự đệ tử làm đã hoàn toàn đem hắn chọc giận. nếu hôm nay đứng ở chỗ này không phải hắn mà là một cái khác hơi yếu một ít võ giả. kia hắn võ đạo tiền đồ chỉ sợ cũng sẽ hủy trong một sớm. cho tới nay Lâm Huyền đối trí tôn điện phủ đều là vẫn duy trì ứng có tôn trọng mặc kệ nói như thế nào, đây đều là võ giả thánh địa. Trong tương lai bọn họ rất có khả năng sẽ vì thế giới này mà chiến. Nhưng mà hiện tại, này thầy trò mấy người làm, lại là điên đảo lâm huyền nhận chi. Nguyên lai, thánh địa chung cũng là sẽ có cặn bã tồn tại. Chủ sự đệ tử bàn tay rừng ở lâm huyền cánh tay thượng lại không có bất luận cái gì hiệu quả. Hắn lấy làm tự hào toái cốt tay. Ở lâm huyền trên người thế nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch không chỉ có như thế kia lực phản chấn còn chấn đến cổ tay hắn sinh đau. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ gặp được như thế cường địch. Nếu ngươi xuống tay như thế ngoan độc ta đây cũng liền không cần lưu tình. Lâm Huyền lạnh lùng nói. Hắn đưa ra một quyền ở giữa này chủ sự đệ tử trước ngực. Răng rác cùng với một cái thanh thúy tiếng vang. Kia chủ sự đệ tử liền từ không trung ngã xuống xuống dưới. Đây là tình huống như thế nào? phía dưới đông đảo đệ tử đã ngây dại. Biết Lâm Huyền thực lực rốt cuộc chỉ là số ít ở bọn họ xem ra. Lâm Huyền vô cùng có khả năng là một cái đi cửa sau tiến vào trí tôn điện phủ đệ tử. Bọn họ trong tưởng tượng Lâm Huyền như vậy nháo sự giả. Sẽ bị chủ sự đệ tử nhất chiêu đánh bại, lại đem này vặn đưa đến trưởng lão chỗ. Trước mắt một màn cũng thật là như thế, chẳng qua hai bên nhân vật tựa hồ là ra một ít vấn đề bổn ứng nằm trên mặt đất lúc này như cũ đứng ở không trung tuyệt đại đa số đệ tử thậm chí đều không có thấy rõ ràng lâm huyền rốt cuộc là như thế nào ra tay trái lại kiêng ngự không cảnh giới cường giả lúc này tắc đầy mặt thống khổ chi sắc nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy lấy lực áp người kết quả phản bị người lấy lực áp người này tuyệt đối là một hồi trò khôi hài lúc này tư đồ nam cũng đuổi lại đây hắn ngửa đầu nhìn không trung lâm huyền trong lòng trăm vị tạp trần gặp được không công chính đãi ngộ thời điểm hắn lựa chọn là trầm mặc mà lâm huyền còn lại là ở dùng thực lực của chính mình đi đấu tranh lâm huyền chậm rãi từ không trung rơi xuống một chân dẫm lên kia chủ sự đệ tử trước ngực a à, kia đệ tử kêu thảm thiết một tiếng lâm huyền lực đạo dữ dội cường đại kia một quyền nhìn như thập phần tùy ý lại là đem hắn xương cốt tất cả đều làm vỡ nát lúc này hắn nằm trên mặt đất giống như là một bãi bùn lầy giường như ta nhiệm vụ khen thưởng đâu lâm huyền ngữ khí thập phần bình đạm kia đệ tử biên kêu thảm thiết biên mở miệng nói cái gì khen thưởng ta không biết à các ngươi hai người chưa bao giờ tiếp nhận nhiệm vụ lại nơi nào tới khen thưởng lâm huyền cười lạnh một tiếng người khẩu phong nhưng thật ra rất nghiêm ta hỏi lại ngươi một lần ta thăm dò hoang dã nơi khen thưởng đâu nói, hắn dưới chân dùng sức kia đệ tử đau đớn muốn chết. Không chỉ là sao sao thượng đau đớn, càng là trong lòng sỉ nhục. Làm một cái ngự không cảnh giới cường giả. Hắn thế nhưng sẽ bị một cái phá phàm cảnh giới võ giả dẫm lên ngực, đây là vô cùng nhục nhã. Nhưng mà, bất luận hắn như thế nào dẫy dụa, đều không thể từ lâm huyền dưới chân tránh thoát. Ta không biết, hắn thanh âm mỏng manh không ít, lâm huyền nhíu mày hắn không nghĩ tới này chủ sự đệ tử xương cốt lại là như vậy ngạnh hắn xuống tay thực biết nặng nhẹ tuy rằng không đến mức trí mạng lại là làm hắn đau đớn muốn chết nhưng mà dù cho là cái dạng này thống khổ lại vẫn là vô pháp làm hắn cúi đầu liền ở lâm huyền chuẩn bị tiếp tục hành động thời điểm bên cạnh lại truyền đến một cái hơi có chút đáng khinh thanh âm lâm tiểu tử bức cung loại chuyện này ngươi không sở trường vẫn là giao cho ta đến đây đi quay đầu nhìn lại đúng là tư đồ nam trong tay hắn cầm một cái tiểu bình sứ cũng không biết trong đó trang chính là cái gì lâm huyền gật đầu đem trên mặt đất này đã nửa tàn đệ tử đá tới rồi hắn trước mặt bất quá hắn lại không có như vậy thu tay lại mà là xoay người vọt tới nhiệm vụ đại điện chung phóc phóc oanh một trận hỗn độn tiếng vang, lại là mấy cái đệ tử đầy mặt thống khổ chi sắc bị đá bay ra tới. Xem bọn họ bộ dáng hiển nhiên đã là mất đi chiến đấu năng lực. mươi 573 đánh chó dẫn chủ nhân. Lâm Huyền chân trước mới đưa này đó đệ tử đá ra, tư đồ nam liền vọt qua đi. Thực lực của hắn không cường, nhưng là muốn giải quyết này đó đã không hề năng lực chiến đấu đệ. Tử, lại là dễ như trở bàn tay. Bắt, gió thuốc, liền mạch lưu loát không bao lâu, này sáu cái đệ tử liền tất cả đều bị hắn rót hạ độc dược. Này đó đều là hắn tỉ mỉ điều phối độc dược, tuy rằng bất trí chết, lại sẽ lệnh người thống khổ vô cùng. Cũng đúng là bởi vậy, hắn mới có nắm chắc thay thế Lâm Huyền tới thẩm vấn này đó đệ tử. Hắc hắc, chỉ là xương cốt ngạnh nhưng vô dụng. Ta đảo muốn nhìn, các ngươi ngũ tạng lục phủ có phải hay không cũng là giống nhau ngạnh. Giọng nói rơi xuống, hắn lấy ra một cái tiểu lục lạc keng leng keng lục lạc nhoáng lên kia mấy cái đệ tử sắc mặt liền trở nên thập phần khó coi thẳng đến lúc này bọn họ mới biết được cái gì kêu sống không bằng chết theo kia lục lạc động tĩnh bọn họ trong cơ thể thật giống như là có ngàn vạn cái sâu ở điên cuồng cắn xé dường như a à, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác dù cho là lâm huyền ra tay cũng không có thể làm cho bọn họ có như vậy thống khổ có mấy cái đệ tử liều mạng hướng tư đồ nam vọt qua đi muốn đem tư đồ nam đánh chết lấy này tới thoát khỏi thống khổ nhưng mà bọn họ còn không có lao ra đi rất xa liền bị lâm huyền đánh xuống dưới toàn thịnh thời kỳ bọn họ còn không phải lâm huyền đối thủ huống chi là hiện tại đã trọng thương đâu tư đồ nam cũng ý thức được bọn họ muốn làm cái gì tránh được một kiếp lúc sau trong tay hắn lục lạc diêu càng hăng hái Lúc này đã có người hôn mê bất tỉnh. Bất quá hôn mê cũng không phải giải thoát, bọn họ ngất xỉu đi lúc sau. Liền lại ở kia thống khổ bên trong tỉnh lại. Lâm tiểu tử, bọn họ vẫn luôn không mở miệng làm sao bây giờ?" Tư Đồ Nam mở miệng hỏi. Lâm Huyền trên mặt tràn đầy sương lạnh, lạnh lùng nói: "Vậy tiếp tục diêu hạ đi, diêu đến phía sau màn làm chủ ra mặt mới thôi." Nghe được lời này, chung quanh đệ tử sôi nổi dùng mình một cái bọn họ tuy rằng không biết tư đồ nam độc dược rốt cuộc có gì chờ độc tính. Nhưng là xem trên mặt đất kia mấy người biểu tình, liền không khó tưởng tượng. Lúc này, có mấy người không đành lòng. Đi trước trưởng lão điện thông chi đầu bạc trưởng lão rồi. Lâm huyền đem này xem ở trong mắt khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Trưởng lão, vậy đến đây đi. Trưởng lão trong điện đầu bạc trưởng lão đang ở cùng mặt khác một vị trưởng lão phẩm trà. Sự tình làm thế nào? kia hắc y trưởng lão mở miệng hỏi đầu bạc trưởng lão gật gật đầu yên tâm đi hắn tuyệt đối không thấy được đại đế lần này cần thiết muốn cho mấy người bọn họ được đến càng nhiều tài nguyên vì thế cũng chỉ có thể hy sinh một cái lâm huyền hắc y trưởng lão cười khẽ lâm huyền là thiên tài không giả nhưng là trí tôn điện phủ nội môn lại có mấy cái không phải thiên tài đâu nếu là một thiên tài y sư kia liền hảo hảo làm một cái y sư không cần chắn những đệ tử khác lộ. Trầm ngâm một lát, hắn lại một lần hỏi. Ta nghe nói, cái này lâm huyền thiên phú chính là không tối. Người có thể bảo đảm vạn vô nhất thất sao? Đầu bạc trưởng lão gật đầu, tin tưởng tràn đầy nói. Đương nhiên, hắn thiên phú lại như thế nào hảo, nếu không có tài nguyên chống đỡ. Cũng không có khả năng ở trong thời gian ngắn đột phá. Hắn sở làm nhiệm vụ thật là có rất nhiều khen thưởng. Nhưng là nếu nhiệm vụ này trước nay đều chưa từng xuất hiện quá đâu. Làm một tòa phù không đảo trưởng lão, hắn tự nhiên là có cái này quyền lợi. Nhưng mà, hắn lời nói còn không có rơi xuống, liền có một cái đệ tử vội vã xông vào. "Trưởng lão, ngài mau đi xem một chút đi, Lâm Huyền ở nháo sự." Nghe được lời này, đầu bạc trưởng lão biểu tình nháy mắt liền động lại. "Lâm Huyền ở nháo sự." một cái phá phàm cảnh giới võ giả lại có thể nháo ra tới động tĩnh gì đâu hoảng cái gì thiên còn không có sụp hắn ra vẻ đạm nhiên nói hắn hiện tại ở địa phương nào kia đệ tử trên mặt tràn đầy hoảng loạn chi sắc lập tức liền mở miệng nói ở nhiệm vụ đại điện vài vị sư huynh đã bị hắn đánh thành trọng thương hắn giọng nói rơi xuống hai vị trưởng lão trên mặt đều là tràn ngập vẻ mặt ngưng trọng Trí tôn điện phủ chủ sự đệ tử cùng bọn họ đều có thiên ti vạn lũ quan hệ. Trong đó thậm chí còn có bọn họ thân truyền đệ tử. Lâm Huyền đánh nhiệm vụ đại điện chủ sự đệ tử kia hiển nhiên chính là ở đánh bọn họ mặt. Cái này nghiệp chướng đầu bạc trưởng lão sắc mặt trở nên dị thường khó coi, hắn lập tức liền bay lên trời. Hướng về nhiệm vụ đại điện phương hướng bay qua đi. Lúc này kia mấy cái đệ tử sớm đã bất kham gánh nặng bọn họ thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết đều phát không ra. Từ đồ nam trên mặt đều lộ ra không đành lòng chi sắc trong lúc hắn cũng dò hỏi quá Lâm Huyền. Muốn hay không trước dừng lại nhưng là lại bị Lâm Huyền phủ quyết. Lâm tiểu tử lại như vậy đi xuống bọn họ sẽ đau chết. Từ đồ nam có chút lo lắng nói. Độc dược bản thân cũng không chí mạng nhưng là thống khổ lại là chí mạng. Khi bọn hắn sở thừa nhận thống khổ siêu việt bọn họ cực hạn khi kia cũng chính là bọn họ hỏng mất thời khắc lâm huyền trên mặt lại là lộ ra một tia hàn quang nhất định phải đem cầu đánh đau sau lưng chủ nhân mới có thể ra mặt nếu bọn họ chủ nhân thật sự có thể ngồi được nói ta đây không ngại sát mấy cái cầu nghe được hắn nói trên mặt đất kia mấy cái đệ tử sôi nổi dùng mình một cái lúc này bọn họ sôi nổi cầu nguyện trưởng lão có thể mau chóng đuổi tới nơi này nếu không lâm huyền là thật sự sẽ động thủ đến nỗi làm cho bọn họ chủ động nói ra phía sau màn làm chủ. Ở bọn họ trong mắt này so đắc tội Lâm Huyền càng thêm đáng sợ. Lâm Huyền, ngươi thật đúng là hảo bản lĩnh nga. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời truyền đến một cổ khí thế cường đại. Đầu bạc trưởng lão nổi giận đùng đùng hạ xuống, lập tức đi tới Tư Đồ Nam trước mặt. Giải độc, Tư Đồ Nam trên mặt lộ ra một tia hoảng loạn chi sắc nói đến cùng hắn cũng chỉ là một cái nội môn đệ tử, đối mặt một vị phẫn nộ trưởng lão. Nói không sợ đó là không có khả năng. Hắn quay đầu nhìn nhìn Lâm Huyền, lúc này mới cắn răng nói. Không lấy ra thuộc về chúng ta khen thưởng, này độc liền giải không được. Đầu bạc trưởng lão trong lòng tức giận càng sâu. Hắn đem chính mình khí thế không hề giữ lại phóng thích ra tới. Toàn bộ áp lực đều chút xuống ở tư đồ nam trên người. Thân là trưởng lão, thực lực của hắn dữ dội khủng bố. Từ đồ nam chỉ là cái phá phàm cảnh giới võ giả. Tại đây khí thế đánh sâu vào dưới suýt nữa quỳ trên mặt đất. Bất quá, hắn lại như cũ cắn răng nói. Lấy ra khen thưởng, nếu không ta liền phải bọn họ chết. Đầu bạc trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trên người khí thế càng cương. Từ đồ nam trên người truyền đến rắc rắc thanh âm, hắn xương cốt đã chịu lớn lao áp lực. Như thế khủng bố trọng áp là có khả năng trực tiếp đem này đánh chết. Người đại có thể giết hắn, chỉ cần tư đồ nam đã chết, dù cho là trí tôn thân đến. Cũng giải không được bọn họ đọc. Nhưng vào lúc này, Lâm Huyền lạnh lùng nói. Đầu bạc trưởng lão lập tức quay đầu lại, gắt gao mà nhìn chằm chằm Lâm Huyền. Người cho rằng ta không dám. Nói, hắn khí thế càng thêm đáng sợ. Lâm Huyền khóe miệng mỉm cười, nếu cẩn thận quan sát nói không khó phát hiện này tươi cười trung thế nhưng ẩn hàm một cổ khinh miệt. Ngươi cho rằng ngươi dám. Lúc này, chung quanh đệ tử đã tất cả đều ngây ngẩn cả người. Trường 574 gọi nhịp trưởng lão. Gọi nhịp trưởng lão, đây là kiểu gì cuồng vọng? Không, này không phải cuồng vọng, đây là được thất tâm phong. Trước đó bọn họ còn tưởng rằng Lâm Huyền là ỷ vào thực lực của chính mình cường hãn. Lúc này mới dám khi dễ mấy cái đệ tử mà thôi nhưng mà hiện tại xem ra, Lâm Huyền dám như thế làm lại hoàn toàn không phải bởi vì nguyên nhân. Này, hai bên rằng có ai cũng không chịu cúi đầu. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, tư đồ nam lại là cười hắc hắc. Dùng ta mệnh đi đổi này mấy cái mạng chó, thật đúng là không đáng giá a à. Đầu bạc trưởng lão nhíu mày, khi thế không khỏi càng trọng một ít. Lâm Huyền trên mặt như cũ không có lộ ra bất luận cái gì khẩn trương chi xác hắn chỉ là lặng lặng mà nhìn đầu bạc trưởng lão. Không biết qua bao lâu, đầu bạc trưởng lão trên người khí thế rốt cuộc là rỡ xuống. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Huyền, lạnh lùng nói. Có chuyện gì, chúng ta có thể lại đi thảo luận một chút, hà tất đánh đánh giết giết đâu. Làm một cái trưởng lão, hắn có thể nói như thế, hiển nhiên là đã làm ra nhượng bộ. Nhưng mà, Lâm Huyền lại là chút nào không cảm kích. Hắn cười nhạo một tiếng, nếu ngươi giết Tư Đồ Nam, ta đây đối với ngươi cái nhìn có lẽ còn có thể có một ít thay đổi." Đầu bạc trưởng lão mày kiếm một trọn, hiển nhiên là đã bị Lâm Huyền hoàn toàn chọc giận. Lâm Huyền giơ tay một dẫn, từ nhiệm vụ đại điện trung dẫn ra hai cái ghế dựa. Một phen đưa đến Tư Đồ Nam bên cạnh, chính mình tắc ngồi ở một khác đem mặt trên. "Phải cho bọn họ giải độc, rất đơn giản, ngươi chỉ cần cho ta một cái hồi đáp là được." bởi vì các ngươi sai lầm ta liều chết đi hoàn thành thăm dò hoang dã nơi nhiệm vụ ta khen thưởng ở nơi nào nói cho ta rốt cuộc là ai ăn gan hùm mật gấu dám ở tông môn nhiệm vụ mặt trên gian lận lâm huyền hùng hổ dọa người những câu chu tâm trong lúc nhất thời kia đầu bạc trưởng lão thế nhưng là có chút không phản ứng lại đây làm nội môn trưởng lão từ trước đến nay đều là hắn thẩm vấn người khác có từng có người như thế đối hắn nói chuyện qua càng đừng nói vẫn là một cái phá phàm cảnh giới đệ tử. Hắn nhìn Lâm Huyền, thật lâu đều không có mở miệng. Chuyện này tự nhiên là hắn việc làm, nhưng là muốn cho hắn ở như thế đông đảo đệ tử trước mặt thừa nhận. Khi hắn về sau cũng liền không dám ngẩng đầu. Trung quanh một trận yên tĩnh, tất cả mọi người là nhìn bọn hắn chằm chằm. Liền ở ngay lúc này, trên mặt đất một cái đã bị tra tấn không ra hình người đệ tử gian nan nói. Trưởng lão, là ta làm hắn thanh âm thực nhược, thậm chí còn có một ít run rẩy. Lâm Huyền khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hiện tại biết phải cho chính mình tìm người chịu tội thay sao? Đầu bạc trưởng lão đột nhiên xoay người, đem này chộp trong tay. Tự mình thay đổi nhiệm vụ khen thưởng, đây là tông môn tối kỵ, phế ngươi một thân tu vi. Gian đe cảnh cáo, giọng nói rơi xuống, hắn tự mình ra tay, đem này đệ tử một thân tu vi tất cả đều phế bỏ. Lâm Huyền ở bên cạnh nhìn bọn họ biểu diễn. Trên mặt biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa. Đêm này xử lý lúc sau, đầu bạc trưởng lão lại giơ tay hư dẫn. Gỡ xuống Lâm Huyền thân phận lệnh bài. Hắn bàn tay ở mặt trên khẽ vuốt mặt trên con số liền có biến hóa. Năm vạn linh ba nghìn. Này đó là Lâm Huyền bọn họ nhiệm vụ khen thưởng. Làm xong những việc này lúc sau, hắn lại nhìn về phía Lâm Huyền, lạnh lùng nói hiện tại lại đến nói nói ngươi ở nhiệm vụ đại điện nháo sự đả thương nhiệm vụ đại điện chủ sự đệ tử hơn nữa cho chính mình đồng môn sư huynh đệ hạ độc phải bị tội gì lúc này chung quanh mọi người không cấm có chút đáng thương lâm huyền năm vạn cống hiến nghe tới rất nhiều nhưng là kia cũng phải nhìn dùng như thế nào nếu lâm huyền bởi vậy bị phế kia năm vạn khen thưởng lại có thể có ích lợi gì đâu chỉ có thể nói chọc phải một vị trưởng lão đó là lâm huyền nhất không sáng suốt lựa chọn nhưng vào lúc này lâm huyền lại là cười khẽ nói đả thương đồng môn sư huynh đệ con mắt nào của ngươi thấy được ngươi đến xem bọn họ trên người nhưng có cái gì thương thế nghe được lời này đầu bạc trưởng lão lập tức liền xem xét nổi lên trên mặt đất này mấy cái đệ tử bọn họ phần lớn đều chỉ là bị một cổ độc đáo nguyên khí phong bế kinh mạch mà thôi căn bản chưa nói tới là cái gì trọng thương. Nặng nhất đó là cái thứ nhất cùng Lâm Huyền giao chiến đệ tử. Hắn toàn thân xương cốt tất cả đều vỡ vụn như thế khủng bố thương thế. Cơ hồ không có cứu lại khả năng. Từng có đồng dạng thương thế chỉ có một người, đó là sở ra cái kia tiểu gia hòa. Nhưng là có thể trị liệu bực này thương thế cũng chỉ có một người. Kia đó là trước mắt Lâm Huyền. Nếu chỉ là như thế, kia hắn khẳng định sẽ lập tức tương Lâm Huyền bắt giữ mệnh hắn cho chính mình đệ tử chữa thương. Nhưng là quỷ dị chính là, hắn này xương cốt vỡ vụn phương thức. Hiển nhiên là chúng toái cốt tay. Này đệ tử là hắn thân truyền đệ tử toái cốt tay càng là đầu bạc trưởng lão độc môn tuyệt học. Truyền lại người cũng chỉ có chính hắn mà thôi. Cái này phát hiện làm đầu bạc trưởng lão sắc mặt càng thêm khó coi. Chính mình tuyệt học lâm huyền lại như thế nào sẽ sử dụng đâu. Có này thương thế làm chứng, liền tính hắn nói ba hoa trích chòe cũng không có khả năng định Lâm Huyền tội. Sắc mặt của hắn trướng đến đỏ bừng. Lúc này hắn trong lòng muốn nhiều nghẹn khuất có bao nhiêu nghẹn khuất. Liền giống như là chính mình toàn lực một quyền, kết quả lại đánh vào bông mặt trên. Thật lâu sau, hắn mới đè nặng lửa giận nói: "Kia bọn họ trong cơ thể độc lại là sao lại thế này?" Lần này, không đợi Lâm Huyền mở miệng, Tư Đồ Nam liền cười thấu đi lên. "Độc, cái gì độc?" ta cho bọn hắn ăn chính là thuốc bổ, mỗi một mặt dược đều giá trị thiên kim. Đến nỗi bọn họ tại sao lại như vậy, kia ngài liền phải hỏi bọn hắn chính mình. Kia đầu bạc trưởng lão sắc mặt âm trầm đều phải tích ra thủy, hắn luôn mãi kiểm tra. Cũng không có tại đây mấy cái đệ tử trong cơ thể tìm ra bất luận cái gì một loại độc dược. Không có trọng thương, không có người trúng độc, chỉ có một đệ tử toàn thân xương cốt vỡ vụn. Vẫn là thương ở chính mình thành danh tuyệt kỹ hạ kể từ đó hắn lấy cái gì đi định lâm huyền tội đại náo nhiệm vụ đại điện dù cho biết rõ đây là sự thật hắn cũng vô pháp cấp lâm huyền định tội lâm huyền đứng dậy nâng dậy tư đồ nam nếu trưởng lão không có mặt khác sự tình ta đây đã có thể đi về trước tư đồ nam thân thể nhược ở ngài khí thế hạ bị thực trọng thương ta còn muốn đi cho hắn chữa thương nói xong hắn cũng không đợi đầu bạc trưởng lão làm ra phản ứng liền mang theo tư đồ nam say người rời đi. Đầu bạc trưởng lão giận không thể át. Chụp nát một cái ghế liền mang theo kia trọng thương đệ tử bay lên không rời đi. Lâm huyền hai người sớm đã đi xa tư đồ nam trên mặt tràn ngập đắc ý. Sảng, thật con mẹ nó sảng. Lão tử chính là độc sư, ở bên ngoài phi dương ương ngạnh, ai đều không làm gì được ta độc sư. Từ đi vào nơi này liền cả ngày trong lòng run sợ lâm tiểu tử người như thế nào đột nhiên nhận túng nếu bọn họ đã xé rách ra mặt chúng ta đây sao không đại náo một hồi đâu lâm huyền lại lắc lắc đầu lại nháo đi xuống chỉ biết vô pháp xong việc hiện tại ta còn quá yếu chỉ có thể như thế làm nếu không chúng ta hai người hôm nay liền nguy hiểm dù cho là như bây giờ chúng ta về sau muốn ra ngoài làm nhiệm vụ cũng là có lớn lao nguy hiểm Nghe hắn nói như vậy, Tư Đồ Nam không cấm kẹp kẹp cổ. Kia làm sao bây giờ? Nội môn đệ tử mỗi tháng đều sẽ bị phân phối một cái nhiệm vụ. Nếu này Đầu Bạc trưởng lão thật sự ý định trả thù nói. Kia chờ bọn họ ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm, tự nhiên là đối phó bọn họ tốt nhất thời cơ. Tới rồi lúc ấy, đã có thể thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Chương 575 truyền kinh. Làm sao bây giờ? không có cách nào. Chí tôn đại đế không ra niên đại, trưởng lão chính là tuyệt đối quyền uy. Nếu đầu bạc trưởng lão thật sự có tâm phải đối bọn họ động thủ nói. Kia mà kệ bọn họ như thế nào cẩn thận, đều là vô pháp phòng bị. Cũng may, lâm huyền bọn họ tháng này nhiệm vụ đã hoàn thành. Liền tính đầu bạc trưởng lão muốn động thủ, cũng chỉ có thể chờ đến tháng sau. Mà cuối tháng, nội môn đại bỉ liền phải bắt đầu rồi lâm huyền hành động đem chính mình hai người đưa vào một cái tiệt lộ chỉ có thể đi tới vô pháp lui về phía sau trừ phi bọn họ có thể tại nội môn đại bỉ chung lấy được ưu dị thành tích được đến đại đế mộ binh nếu không bọn họ liền rất khó thoát quá tính kế muốn an toàn nói vậy ngươi nhất định phải muốn cùng ta cùng nhau trở thành nội môn đại bỉ xuất sắc giả lâm huyền trầm ngâm một lát mở miệng nói nghe hắn nói như vậy từ đồ nam ngẩn người Thật lâu sau, hắn mới cao giọng nói. Người điên rồi. Ta chính mình có mấy cân mấy lượng ta rất rõ ràng, đừng nói là làm ta trở thành xuất sắc giả. Dù cho là bình thường nội môn đệ tử cũng có thể dễ dàng chiến thắng ta. Lâm Huyền cười cười. Hắn đương nhiên rõ ràng tư đồ nam thực lực nhưng là hiện tại. Trừ bỏ con đường này ở ngoài bọn họ không có lựa chọn nào khác. Lâm Huyền đại náo nhiệm vụ đại điện hành động không chỉ là chọc giận đầu bạc trưởng lão càng là chọc phải một đám nội môn trưởng lão. Hơn nữa bọn họ thủ hạ đệ tử, lâm huyền đám người sắp muốn đối mặt nguy hiểm cơ hồ vô pháp tưởng. Tượng, nếu tư đồ nam không thể tại nội môn đại bỉ chung trổ hết tài năng. Kia dù cho là lâm huyền muốn bảo hộ hắn, cũng là hữu tâm vô lực. So tu vi, người đương nhiên không bằng bọn họ. Hiện tại ngươi cùng bọn họ chi gian tranh lệch thật sự là quá lớn. Dù cho là ở kế tiếp trong khoảng thời gian này không ngủ không nghỉ tu luyện, người cũng không có hy vọng đột phá đến ngự không cảnh giới. Nhưng là thực lực nhưng không chỉ là tu vi." Lâm Huyền cười nói. Nghe hắn nói như vậy, Tư Đồ Nam trên mặt tràn đầy nghi hoặc chi sắc. "Thực lực không chỉ là tu vi, kia còn có thể có cái gì?" Hắn để tay lên ngực tự hỏi, chính mình trừ bỏ này phá phàm cảnh giới tu vi ở ngoài, cũng chỉ dư lại một thân độc thuật chẳng lẽ nói, người muốn làm ta dùng độc thuật thủ thắng? Hắn không xác định hỏi. Lâm Huyền gật gật đầu. Có gì không thể. Nghe được lời này, tư đồ nam trên mặt tràn ngập kích động chi sắc. Làm một cái độc sư, hắn thập phần coi trọng chính mình độc thuật. Thậm chí muốn xa xa siêu việt đối tu vi coi trọng. Nếu phế bỏ hắn một thân tu vi, làm hắn biến thành một cái phế nhân. Hắn trong lòng cũng sẽ không có quá nhiều không thoải mái nhưng là nếu phế bỏ hắn một thân độc thuật kia so giết hắn còn muốn khó chịu tại thế nhân trong mắt độc thuật từ trước đến nay đều không bị tán thành cơ hồ tất cả mọi người cho rằng độc thuật là một loại hại người thủ đoạn cũng đúng là bởi vậy tư đồ nam làm một cái độc sư cũng là ăn rất nhiều đau khổ đặc biệt là đi vào trí tôn điện phủ lúc sau hắn tuy rằng có trị bệnh cứu người thủ đoạn lại chưa từng có người tới tìm hắn liệu quá thương cùng lâm huyền cộng đồng nỗ lực lần đó là hắn chỉ có một lần làm y sư thể nghiệm lâu dài tới nay ngay cả chính hắn đều cho rằng độc thuật là một loại khó đăng nơi thanh nhã thủ đoạn nhưng mà hiện tại lâm huyền thế nhưng muốn cho chính mình dùng độc thuật đi chiến đấu này đem hắn trong lòng một thứ gì đó một lần nữa kích hoạt rồi ta khả năng làm không được kích động lúc sau tư đồ nam lại không thể không một lần nữa xem kỹ thực lực của chính mình làm một cái lục cấp độc sư tuy rằng hắn có rất nhiều giết người thủ đoạn nhưng là dùng ở ngự không cường giả trên người lại không thấy được sẽ hữu hiệu ngự không cường giả tự thân liền có thể miễn dịch rất nhiều độc tố hơn nữa nguyên khí bảo hộ hắn độc tố rất khó chân chính xúc phạm tới bọn họ lâm huyền tự nhiên là biết điểm này hắn khẽ cười một tiếng người làm không được không đại biểu ta làm không được Lâm Huyền sớm đã đạt được độc kinh truyền thừa, nói cặp đối độc thật hiểu biết. Hắn tự nhiên là muốn cao hơn tư đồ nam. Ít nhất, hắn liền có không dưới 10 loại biện pháp dùng độc thật đánh chết một cái ngự không? Cảnh giới cường giả, trước kia hắn vẫn luôn cũng không từng truyền thụ quá người khác độc thuật. Là bởi vì hắn chưa bao giờ tìm được quá phẩm tính tin được người. Độc thuật loại người này, dừng ở tâm thuật bất chính nhân thủ chung kia vô cùng có khả năng sẽ là một hồi tai nạn. Nhưng là trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Lâm Huyền đối tư đồ nam làm người cũng là có cái rất khác sâu hiểu biết. Đem đọc kinh truyện thụ cho hắn, có lẽ sẽ có càng tốt hiệu quả đi. Tư đồ nam trên mặt tràn đầy kích động chi sắc. Lâm Huyền tuy rằng trước nay đều không có ở trước mặt hắn sử dụng quá độc thuật. Nhưng là xem hắn dễ dàng phân biệt ra bản thân độc trà chung dược vật. Tư đồ nam liền biết Lâm Huyền là một cái dùng độc cao thủ. Lâm tiểu tử, ngươi thật không phải ở gạt ta sao? Tư đồ nam thanh âm run rẩy nói. Mặc kệ là độc sư vẫn là võ giả linh tinh đều đem chính mình độc môn tuyệt học coi làm bảo bối. Lâm Huyền gật đầu, lập tức liền lấy ra giấy bút, đem độc kinh trung sở ghi lại nội dung viết xuống dưới. Hắn đem độc kinh đưa cho Tư đồ nam, dùng ngắn nhất thời gian đem này nhớ kỹ từ đồ nam tiếp nhận tới, trên mặt còn có chút nghi hoặc. Hắn đẩy mặt hồ nghi bắt đầu xem kỹ trước mặt này đó trang giấy, nhưng mà hắn càng là nhìn kỹ. Liền càng là kinh hãi. Vô cùng đơn giản tờ giấy, mặt trên ghi lại lại là lệnh người khiếp sợ độc thuật. Làm một cái lục cấp độc sư, hắn tự nhiên biết nên như thế nào phân biệt này độc thuật phẩm chất. Như thế nào? Nhìn đến cuối cùng, hai tay của hắn đều là run rẩy Này, này! hắn lắp bắp nói này quả thực chính là thiên công bảo điển a lâm huyền đứng ở bên cạnh mỉm cười không ra tiếng tư đồ nam nói như thế nào cũng là một cái lục cấp độc sư tuy rằng so không được lâm huyền kia đã gặp qua là không quên được bản lĩnh cũng là vô dụng bao lâu thời gian liền đem này đọc kinh nhớ xuống dưới hắn đem này còn cấp lâm huyền khẩn trương hề hề hỏi này trong đó sở ghi lại vì cái gì chỉ có lục cấp độc thuật lâm huyền than nhẹ nói mặt sau độc thuật ta tạm thời còn không có tìm được chờ ta tìm được tự nhiên sẽ cho ngươi giọng nói rơi xuống trong tay hắn trang giấy liền thiêu đốt lên hắn nói lời này là lời nói thật hiện tại ngay cả hắn cũng chỉ có lục cấp độc thuật bất quá chờ hắn sau khi đột phá tự nhiên sẽ có được càng cao cấp độc thuật liền trước mắt mới thôi này lục cấp độc thuật đã cũng đủ tư đồ nam xưng bá nội môn đại bỉ tư đồ nam tin tưởng tràn đầy nói có này đó độc thật ta đây có tuyệt đối nắm chắc có thể tại nội môn đại bỉ trung trổ hết tài nang người yên tâm dù cho ta không thể trở thành xuất sắc giả cũng sẽ không cho người mất mặt xem hắn này tin tưởng tràn đầy biểu tình lâm huyền cũng liền an tâm rồi có độc kinh duy trì tư đồ nam độc thật tiến bộ vượt bậc không quá mấy ngày thời gian hắn điều chế ra độc dược đã làm lâm huyền vì này kinh ngạc Bất quá, Lâm Huyền lại vẫn là không có lựa chọn đột phá. Hắn muốn tìm kiếm một cái thích hợp thời cơ, tích lũy đầy đủ. Mới có thể siêu việt chính mình cực hạn. Bọn họ hai người nỗ lực tu luyện đồng thời. Đầu bạc trưởng lão môn hạ đệ tử cũng bắt đầu rồi điên cuồng tu luyện. Nội môn chung các đệ tử đều ở nỗ lực chuẩn bị chiến tranh. mươi 576 phù không đảo lôi đài. Đầu bạc trưởng lão không tiếc chút xuống đại lượng tài nguyên làm những cái đó hơi yếu đệ tử có thể ở ngắn nhất thời gian đột phá cảnh giới. Lúc này, hắn sở theo đuổi đã không phải tương lâm huyền đào thải rớt, mà là hoàn toàn mặt sát cái này thiên tài. Dù cho không thể đem này đánh chết, hắn cũng muốn phá hủy cái này thiên tài tiền đồ. Lâm huyền, ta sẽ làm ngươi hối hận. Đầu bạc trưởng lão âm dòng dòng nói. Tu luyện vô thời đại, một tháng thời gian chớp mắt liền đi qua. Nội môn đại bỉ cũng rốt cuộc là kéo ra màn tre. Lâm Huyền từ tu luyện trung tỉnh lại, trên mặt hắn lộ ra một tia tự tin tươi cười. Nếu các ngươi muốn tại nội môn đại bỉ thượng ngăn lại ta bước chân, vậy các ngươi chỉ sợ phải thất vọng." Hắn đứng dậy đi ra chính mình biệt viện, Tư Đồ Nam đã ở cửa chờ hắn. Lúc này Tư Đồ Nam cùng một tháng trước đại bất đồng. Tư Đồ Nam thân thể tuy rằng bị Lâm Huyền dùng độc dược cải tạo quá, nhưng là thực lực của hắn quá yếu những cái đó dược vật khó có thể khởi đến mong muốn hiệu quả nhưng mà hiện tại trải qua này một tháng thời gian tư đồ nam thể chất thế nhưng là có thật lớn biến hóa lúc này hắn nhìn qua cùng lâm huyền không sai biệt lắm tuổi thân thể càng là tràn ngập tinh thần phấn chấn lâm tiểu tử đa tạ ngươi tư đồ nam đối với lâm huyền thâm cúc một cung hắn biết rõ Chính mình có thể ở một tháng thời gian có như vậy thật lớn thay đổi. Tất cả đều là dựa vào Lâm Huyền độc kinh. Nếu không có độc kinh trợ giúp, hắn liền tính là trả giá lại nhiều nỗ lực. Cũng không có khả năng biến thành hiện giờ bộ dáng. Lâm Huyền cười cười, hai người sóng vai chạy tới nội môn đại bỉ thí luyện trường. Lần này đại bỉ so Lâm Huyền chứng kiến quá sở hữu võ đấu quy mô đều phải to lớn. Diễn võ trường thế nhưng không ở này phù không đảo nội mà là ở phía trên mặt khác một tòa phù không trên đảo rất nhiều đệ tử ngự không mà đi hướng về kia phù không đảo bay qua đi trong lúc có không ít người nhìn về phía lâm huyền hai người lộ ra vui sướng khi người gặp họa biểu tình lâm huyền thực lực tuy rằng bất phàm nhưng là kia tư đồ nam đâu đừng nói là tham gia nội môn đại bỉ hắn liền bước lên phù không đảo năng lực đều không có hai cái nhảy nhót vai hề thế nhưng còn muốn tham gia nội môn đại bỉ cũng không giải phao nước tiểu nhìn xem chính mình trông như thế nào bên cạnh một cái đệ tử âm lãnh nói này đệ tử đúng là ngày đó bị lâm huyền đánh nát cả người xương cốt cái kia ở đầu bạc trưởng lão tận hết sức lực dưới sự trợ giúp hắn không cấm thương thế tẫn phục thế nhưng lại có điều đột phá chính cái gọi là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt hắn nhìn đến lâm huyền lúc sau tự nhiên là muốn châm chọc mỉa mai một phen giọng nói rơi xuống hắn bay lên không hướng về kia phù không đảo phương hướng bay qua đi những đệ tử khác cũng sôi nổi bay lên không bay qua đi lâm huyền khóe miệng lại là lộ ra một tia cười lạnh ngu xuẩn giọng nói rơi xuống hắn triển khai con rối cánh nắm lấy từ đồ nam liền bay đi lên phong chi quy tắc thêm vào dưới lâm huyền tốc độ viễn siêu bình thường ngự không võ giả phía trước chào phúng hắn tên đệ tử kia. Suýt nữa bị hắn cuốn lên trận gió từ không trung thổi rơi xuống. Làm đến sắc mặt của hắn một trận thanh một trận bạch. Tiến vào nội môn lúc sau, Lâm Huyền còn chưa bao giờ lấy như thế góc độ tới quan khán quá trí. Tôn điện phủ, bọn họ nơi phù không đảo bất quá là rất nhiều phù không đảo chung một tòa mà thôi. Phóng nhãn nhìn lại, chung quanh còn có không biết nhiều ít cùng loại đảo nhỏ xem ra vẫn là ta đem ánh mắt phóng thân cận quá. Này một tòa trên đảo lại có thể có bao nhiêu đệ tử đâu. Chân chính cường địch còn ở vào không biết địa phương. Lâm Huyền thấp giọng lẩm bẩm. Không bao lâu, bọn họ liền đi tới một tòa thật lớn phù không trên đảo. Nơi này là đại đế cư chỗ, chúng ta sở hữu biểu hiện đều sẽ bị đại đế xem ở trong mắt. Tư đồ nam mở miệng nói. Lâm Huyền gật đầu, hắn muốn đúng là như thế. Nếu không phải vì gặp mặt đại đế, hắn tội gì tới tham gia này đồ bỏ nội môn đại bỉ đâu. Trung quanh đã tới không ít người, bọn họ đều là mặt khác phù không trên đảo đệ tử. Lúc này, tất cả mọi người dùng tò mò ánh mắt đánh giá Lâm Huyền cùng tư đồ nam hai người. Có thể trở thành nội môn đệ tử, chẳng lẽ là ngự không cảnh giới cường già. Tới tham gia nội môn đại bỉ, càng là ngự không cảnh giới chung người xuất sắc kia trước mắt này hai người lại là sao lại thế này đâu tham gia nội môn đại bỉ người thế nhưng muốn dựa vào ngoại vật bay lên tới này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến liền phi đều sẽ không phi đây là tới đưa phân sao trong đám người có người nghị luận nói liền này hai người không biết là như thế nào thác quan hệ tiến vào ta xem liền trận thứ hai đại bỉ còn không thể nào vào được Lâm Huyền cũng không để ý tới bọn họ, tư đồ nam càng là vẻ mặt đáng khinh tê cười. Các ngươi liền cười đi, có các người khóc thời điểm. Hắn thấp giọng lẩm bẩm. Lâm Huyền ngẩng đầu nhìn lại, phù không đảo chính giữa có một tòa rộng lớn cung điện. Tuy rằng đồ sộ lại không xa hoa. Nơi đó, hẳn là chính là đại đế nơi chỗ. Đại đế cư chỗ chỉ chiếm cứ một bộ phận nhỏ. Còn thừa địa phương còn lại là một đám thật lớn thí luyện trường này phù không trên đảo thí luyện trường chỉ sợ có một trăm có thừa trận đầu thí luyện đó là muốn ở này đó thí luyện trường chung tiến hành thông qua nơi này thí luyện liền có tư cách tiến vào tiếp theo luôn tư đồ nam cho hắn giải thích nói lâm huyền nhíu mày một lát mở miệng hỏi cùng cái phù không đảo đệ tử có thể hay không bị phân chia đến cùng cái thí luyện trường chung hắn hỏi như vậy tự nhiên là vì bảo đảm chính mình hai người đều có thể thăng cấp nếu bọn họ quá sớm tương ngộ, kia kế tiếp so đấu chung. Bọn họ hai người liền khẳng định có một người sẽ bị đào thải bị loại trừ. Tư đồ nam cũng là ngẩn ra. Trước kia hắn không nghĩ tới vấn đề này, bởi vì ước chừng có hơn 100 thí luyện trường. Lại thế nào cũng sẽ bị tách ra. Nhưng là hiện tại, bọn họ hai người nếu bị phân đến cùng cái thí luyện trường. Kia thua trận người kia liền sẽ đối mặt rất nhiều trưởng lão lửa giận hẳn là sẽ không đi các trưởng lão sẽ đem chúng ta phân tán bọn họ cũng không hy vọng chính mình môn hạ đệ tử quá sớm tương ngộ lâm huyền trầm ngâm thật lâu sau gật gật đầu nhưng vào lúc này một vị trưởng lão bay đến không trung bắt đầu tiên đọc nội môn đại bỉ quy tắc trận này võ đấu ý ở cho các ngươi cho nhau giao lưu xuất sắc giả tự nhiên sẽ được đến rất nhiều khen thưởng kẻ thất bại cũng có thể từ so đấu chung lấy được kinh nghiệm trên lôi đài có thể tùy ý thi triển chính mình một thân sở học, chỉ cần đánh bại đối phương, liền xem như cuối cùng người thắng. Chiến đấu điểm đến thì dừng, cố ý đả thương người tánh mạng giật chết. Hắn giọng nói rơi xuống, Tư Đồ Nam lập tức liền kích động lên. Có thể tùy ý thi triển chính mình một thân sở học, vậy ý nghĩa hắn có rất lớn phần thắng. Kế tiếp chỉ cần bất quá sớm gặp được Lâm Huyền, kia hắn liền có nắm chắc chiến thắng bất luận cái gì địch nhân mỗi cái lôi đài đều có đánh số, các ngươi thân phận lệnh bài mặt trên cũng sẽ có một con số. Căn cứ đánh số đi tìm các ngươi nơi lôi đài. Nghe hắn nói xong, tư đồ nam liền lấy ra chính mình thân phận lệnh bài. Một trăm hào lôi đài. Hắn lập tức nhìn về phía Lâm Huyền, thật cẩn thận hỏi. Người đánh số đâu? Lâm Huyền quơ quơ, hắn cùng tư đồ nam khoảng cách cũng không tính xa, một trăm linh ba hào. Thật tốt quá, chúng ta hai cái không có ở bên nhau. Tư Đồ Nam lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng vào lúc này, bên cạnh lại truyền đến một cái âm lãnh thanh âm. Không nghĩ tới, chúng ta hai cái thế nhưng ở cùng cái thí luyện trường. Ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Chương 577 độc thật chi uy. Quay đầu nhìn lại, người này không phải người khác. Đúng là phía trước bị Lâm Huyền đánh thành trọng thương người nọ. Hắn nhìn Tư Đồ Nam, trên mặt tràn đầy oán độc chi sắc lâm huyền đem hắn đánh thành trọng thương hắn tự nhận không phải lâm huyền đối thủ nhưng là ở hắn xem ra muốn giải quyết rớt tư đồ nam lại là một kiện thập phần chuyện dễ dàng huống chi tư đồ nam độc dược cho hắn mang đến thống khổ muốn xa xa vượt qua lâm huyền nếu ngươi sẽ cứu người vậy mau cho chính mình điều chế bảo mệnh dược đi giọng nói rơi xuống hắn bay lên trời bay về phía một trăm hào lôi đài tư đồ nam cười hắc hắc ai thua ai thắng còn khó mà nói đâu ngay sau đó hắn cùng lâm huyền hai người cũng chạy tới từng người lôi đài gần gũi quan khán này thí luyện trường so với bọn hắn tưởng tượng càng là muốn lớn rất nhiều mỗi cái thí luyện trường bên cạnh đều sẽ có một cái trưởng lão đến trông giữ bọn họ khẳng định sẽ cho chúng ta phân phối một ít tương đối khó khăn đối thủ vạn sự cẩn thận tư đồ nam mở miệng nói lâm huyền gật đầu đi tới lôi đài bên cạnh chiến đấu trình tự là rút thăm quyết định, Lâm Huyền trù đến chính là thứ năm chàng chiến đấu. Thời gian còn thực đầy đủ. Lâm Huyền xoay người đi tới 100 hào lôi đài. Từ đồ nam trù đến chính là trận đầu chiến đấu mà cùng hắn đánh với người. Đúng là phía trước mở miệng khiêu khích tên đệ tử kia. Xem ra, người này muốn xui xẻo. Lâm Huyền cười ha hả nói. Từ đồ nam đứng dậy, đi lên lôi đài trận đầu võ đấu, ngự không cảnh giới ngô xa, đánh với lục cấp độc sư tư đồ nam. Bên cạnh kia trưởng lão mở miệng nói. Hắn giọng nói rơi xuống, tất cả mọi người là không cấm cười lên tiếng. Lục cấp độc sư, kia có ích lợi gì? Đây là nội môn đại bỉ, là thuộc về võ giả chiến trường, một cái độc sư tới xem náo nhiệt gì? Độc sư đích xác thực hy hi hữu, toàn bộ nội môn cũng cũng chỉ có tư đồ nam một người mà thôi. Nhưng là, này cũng không ý nghĩa thực lực của hắn cường đại. Hoàn toàn tương phản, một cái độc sư hiển nhiên là không có gì năng lực chiến đấu. Gặp gỡ một cái ngự không cảnh giới võ giả, hắn chỉ sợ phải bị đánh răng rơi đầy đất. Từ đồ nam đứng dậy đi lên lôi đài, nhìn ngô xa lộ ra một tia đáng khinh tươi cười. Hy vọng ngươi chờ hạ còn có thể cười được. Ngô xa lạnh lùng nói. Trong tay hắn xuất hiện một phen trường kiếm, lập lòe lạnh lẽo mũi nhọn. Lúc này, dưới đài người càng là vì tư đồ nam nhéo đem hãn. Độc sư đánh với võ giả, vốn là đã rơi xuống hạ phong. Hiện tại ngô xa thế nhưng còn lấy ra binh khí, cái này làm cho tư đồ nam còn như thế nào đánh. Có người đang cười tư đồ nam không biết trời cao đất dày. Cũng có người đang nói ngô xa không biết liêm sỉ. Nhưng là, mặc kệ là ai, đều không xem trọng tư đồ nam ở trong trận chiến đấu này kết quả. Miệng của ngươi còn rất độc tư đồ nam cười nói tận tình nói đi bởi vì lại quá không lâu người liền không còn có cơ hội nói những lời này hắn giọng nói rơi xuống ngô xa trong mắt hiện lên một tia lãnh quang tìm chết hắn lập tức liền dẫn theo kiếm vọt đi lên trên người khí thế tất lộ không bỏ sót tà thiên này thế nhưng là cái ngự không tam trọng cường giả dưới đài có người kinh ngạc cảm thán nói trở thành nội môn đệ tử cũng không khó khăn chỉ cần đặt chân ngự không cảnh giới liền có thể trở thành nội môn đệ tử nhưng là muốn ở ngự không cảnh giới lại có điều tiến bộ vậy yêu cầu kinh người thiên phú cùng đại lượng tài nguyên ngô sa nếu là một vị ngự không tam trọng cường giả kia thân phận của hắn tự nhiên không cần nói cũng biết trước đó còn có người nghĩ tư đồ nam có thể bằng vào chính mình độc thật thủ thắng nhưng là khi bọn hắn nhìn đến Ngô Sa kiêng ngự không tam trọng thực lực lúc sau liền tất cả đều thay đổi chủ ý Tư đồ Nam độc thuật lại như thế nào tinh diệu ở trên lôi đài gặp được một cái ngự không tam trọng cường đại võ giả này còn như thế nào đánh Ngô Sa tốc độ thực mau bất quá chớp mắt công phu hắn liền đã vọt tới Tư đồ Nam trước mặt trượng hứa khoảng cách trái lại Tư đồ Nam hắn thậm chí liền giống dạng tư thế đều còn không có bày ra tới ai mạnh ai yếu vừa xem hiểu ngay nhìn cân treo sợi tóc hết sức tư đồ nam thế nhưng đối với ngô sa phất phất tay cái này động tác làm tất cả mọi người ngây ngẩn cả người hắn đây là đang làm cái gì chẳng lẽ là ở đầu hàng lúc này ngay cả dưới đài trưởng lão đều đứng lên làm tốt tuyên bố kết quả chuẩn bị lợi dụng chức vụ chi liền đem tư đồ nam cùng ngô sa an bài ở cùng chàng chiến đấu này tự nhiên là không ảnh hưởng toàn cục nhưng là nếu ở tư đồ nam đầu hàng lúc sau hắn còn không tiến lên ngăn cản ngô xa đó chính là hắn thất trách liền ở tất cả mọi người làm ra chuẩn bị lúc sau trong sân cục diện lại là đã xảy ra hí kịch tính chuyển biến nguyên bản hùng hổ ngô xa thế nhưng lấy cực nhanh tốc độ về phía sau thối lui phảng phất là gặp cái gì công kích dường như một màn này xem mọi người không hiểu ra sao Ngô Sa đầy mặt hoảng sợ nhìn Tư Đồ Nam. Người đối ta làm cái gì? Ở hắn vào tới Tư Đồ Nam bên cạnh sắp triển khai công kích thời điểm. Lại đột nhiên cảm thấy thân thể của mình phảng phất không nghe sai sử. Nguyên bản lưu sướng nguyên khí, ở cái kia nháy mắt thế nhưng xuất hiện đình trệ. Này cũng không phải là cái hảo hiện tượng. Nếu tư đồ nam thật sự có thể cho trong thân thể hắn nguyên khí đình chỉ lưu động. Kia dù cho tư đồ nam thực lực nhược, cũng là có cơ hội đem hắn đánh bại. Cũng đúng là bởi vậy, hắn mới lựa chọn ở trước tiên lui về phía sau. Lẩn tránh tư đồ nam công kích. Nhưng mà tư đồ nam lại như cũ là vẻ mặt tiện cười, đối với ngô sa ngoác ngón tay. Tới A, à, ra ra ta ở chỗ này chờ ngươi đâu? Một tháng trước kia vị dược như thế nào? Ta lại cho ngươi chuẩn bị một phần. Nghe được lời này, ngô sa giận tím mặt ngự không cảnh giới võ giả, có mấy cái không phải tâm cao khí ngạo hạng người. Nhưng mà tư đồ nam khen ngược cái hay không nói, nói cái dở. Thế nhưng trước mặt mọi người bóc hắn vết xeo. Người đây là ở tìm chết. Giọng nói rơi xuống, hắn lại lần nữa hướng về tư đồ nam vọt lại đây. Trường kiếm thẳng chỉ tư đồ nam, trong đó sợ ẩn chứa nguyên khí, đủ để bổ ra một ngọn núi. Nếu này nhất kiếm mệnh trung nói, vậy tính Tư Đồ Nam bất tử cũng muốn trọng thương. Dưới đài mọi người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, Ngô Sa Hàm phẫn xuất kích. Lần này tổng không thành vấn đề đi. Mũi kiếm khoảng cách Tư Đồ Nam chỉ có không đủ một thước khoảng cách. Cái này khoảng cách đã đủ để chí mạng. Ở mọi người chờ mong trong ánh mắt cục diện thế nhưng lại một lần đã xảy ra biến hóa. Lên keng, tương đương. Ngô Sa một đầu chát ở trên lôi đài trong tay trường kiếm ngã xuống trên mặt đất phát ra một trận thanh thúy tiếng vang. Cẩn thận quan sát, mọi người chỉ cảm thấy sống lưng rét run. Một cái ngự không tam trọng cường giả, hai lần đối mặt nhất chiêu chưa ra. Thế nhưng miệng sùi bọt mép ngã xuống trên mặt đất. Lúc này, mọi người nhìn về phía tư đồ nam trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Bọn họ không bao giờ cho rằng độc sư là cái không có sức chiến đấu chức nghiệp tư đồ nam thủ đoạn, hoàn toàn điên đảo bọn họ nhận chi. Phất tay đánh bại một cái ngự không tam trọng cường giả, nếu hắn nguyện ý nói, thậm chí có thể tùy thời đem này đánh chết. Nhìn đến này khủng bố thủ đoạn, mỗi người cảm thấy bất an. Kia trưởng lão lập tức bay lên lôi đài, cấp Ngô Sa kiểm tra rồi một phen. Xác nhận Ngô Sa không có sinh mệnh nguy hiểm, lúc sau hắn mới có chút không cam lòng nói. Trận đầu võ đấu, tư đồ nam thắng chương 578 ngắn ngủi chiến đấu. Tâm cơ tính tẫn, đó là vì có thể làm ngô xa ở trận đầu võ đấu trung tướng tư đồ nam đào thải. Rớt, như thế, dù cho lâm huyền thực lực cường hãn, tư đồ nam thất bại cũng sẽ cho hắn mang đến một ít áp lực tâm lý. Chỉ tiếc ngàn tính vạn tính, lại không tính đến tư đồ nam thực lực thế nhưng như thế khủng bố. Trước sau bất quá mấy cái hô hấp thời gian. Ngô Sa một cái ngự, không tam trọng cường giả liền mắc mưu bại hạ trận tới. Hung hăng mà ở bọn họ trên mặt đánh một cái tát. Từ Đồ Nam cười hắc hắc, xoay người liền phải đi hạ lôi đài. "Từ từ, giải dược đâu?" Kia trưởng lão lập tức mở miệng hỏi. Từ Đồ Nam lúc này mới dừng lại bước chân, cười nói: "Đưa hắn đi xuống lúc sau, uy hắn uống rượu đi, uống càng nhiều giải độc càng nhanh." Nói xong lúc sau, hắn cũng không đợi kia trưởng lão nếm thử, liền xoay người đi xuống lôi đài. Dưới đài, Lâm Huyền lại là không cấm cười lên tiếng. Từ đồ nam hạ độc đó là độc kinh trung sở ghi lại một loại, loại này độc tố cũng không chí mạng. Lại có thể ở quá ngắn thời gian làm một người mất đi năng lực chiến đấu. Đến nỗi giải độc phương thức cũng đúng là uống rượu không giả nhưng là tư đồ nam hạ liều thuốc, chỉ sợ này ngô xa 10 ngày nửa tháng vẫn chưa tỉnh lại. Độc dược dược hiệu, hơn nữa rượu mạnh tác dụng. Liền tính là ngự không cảnh giới cường già cũng vô pháp chống đỡ. May mắn không làm nhục mệnh. Tư đồ nam đi đến Lâm Huyền bên cạnh, cười nói. Lâm Huyền gật đầu, hai người đi hướng 103 hào lôi đài. Vốn tưởng rằng tư đồ nam chiến đấu thời gian đã đủ đoàn, không nghĩ tới bên này tốc độ càng mau khi bọn hắn đi vào nơi này thời điểm trận thứ hai võ đấu thế nhưng đều đã kết thúc hảo cường thực lực lâm huyền nhíu mày từ đồ nam có thể tại như vậy đoàn thời gian thủ thắng đã là chiếm tiện nghi độc kinh chúng độc thật tinh diệu tiệt luôn lúc này mới làm hắn ở như thế đoàn thời gian lấy được thắng lợi nhưng là bên này chính là võ giả cùng võ giả chiến đấu có thể tại như vậy đoàn thời gian giải quyết chiến đấu không khó tưởng tượng thực lực của bọn họ có bao nhiêu đáng sợ. xem ra bọn họ lại đang âm thầm gian lận. Lâm Huyền trong lòng hiểu rõ. một cái trên lôi đài như thế nào sẽ có nhiều như vậy cường giả đâu. duy nhất giải thích đó là đầu bạc trưởng lão vì đối phó hắn. lặng lẽ ở một trăm linh ba hào trên lôi đài mặt an bài nhiều cường giả. đệ tam đệ tứ chàng võ đấu có vẻ có chút không dinh dưỡng đánh với hai bên thực lực đều chỉ có thể xem như giống nhau, tuy rằng đánh hoa lệ vô cùng. Cũng tuyệt đối không tính là là xuất sắc chiến đấu. Thứ năm chàng võ đấu, phá phàm cửu trọng võ giả Lâm Huyền. Đánh với ngự không bốn trọng thuần thú sư mâu Quảng Bình. Nghe được lời này, dưới đài mọi người đều ngây ngẩn cả người. Thuần thú sư, này vẫn là nội môn đại bỉ trung lần đầu tiên xuất hiện tình huống như vậy bên cạnh tư đồ nam càng là cấp thẳng dậm chân. Này con mẹ nó chính là ở chơi xấu sao? Thế nhưng cho ngươi đi cùng một cái ngự không bốn trọng thuần thú sư đánh. Thuần thú sư cũng không hiếm thấy, nhưng là cao giai thuần thú sư, lại thập phần hiếm thấy. Có thể thuần phục một cái cùng chính mình cảnh giới xấp xỉ yêu thú. Kia ở trong chiến đấu liền chiếm hết tiện nghi. Cũng đúng là bởi vậy, cao cấp thuần thú sư tuy rằng không nhiều lắm thấy nhưng là bất luận cái gì một cái cao cấp thần thú sư đại biểu đều là vô địch lấy một đánh hai đối thủ vẫn là một cái phá phàm cửu trọng liền ngự không cảnh giới đều không có bước vào võ giả này không phải khi dễ người là cái gì dưới đài đã có người nghị luận lên cái này lâm huyền rốt cuộc là đắc tội với ai thế nhưng sẽ gặp được như thế đối thủ liền ngự không cảnh giới đều không có đạt tới ta xem hắn trận này võ đấu sẽ thua thực thàm không thấy được đi nói không chừng hắn trực tiếp liền bỏ quyền đối mặt viễn siêu chính mình cảnh giới cường giả vẫn là một cái thuần thú sư bỏ quyền cũng không mất mặt mọi người nghị luận sôi nổi nhưng là trên đài kia thuần thú sư lại là vẻ mặt bình tĩnh thượng lôi đài phía trước hắn liền nhận được mệnh lệnh muốn cho chính mình thi triển lôi đình thủ đoạn đem chính mình đối thủ đánh bại chỉ là hắn trăm triệu không nghĩ tới chính mình đối thủ thế nhưng là một cái phá phàm cảnh giới võ giả. Bất quá, hắn vẫn là dựa theo trưởng lão giao phó, đem chính mình thuần phục yêu thú phóng ra. Tà thiên, hắn yêu thú thế nhưng cũng là ngự không bốn trọng, này còn như thế nào đánh? Dưới đài có người kinh hô. Mâu Quảng Bình thuần phục yêu thú là một cái cả người mọc đầy vảy sư tử. Nhìn qua thập phần uy phong. Này sư tử ở trên lôi đài đi dạo tới đi dạo đi, cũng đang chờ chính mình đối thủ xuất hiện ngự không cảnh giới yêu thú đã mở ra linh trí tuy rằng vô pháp cùng người ngoài câu thông cùng chính mình chủ nhân lại là tâm ý tương thông từ mâu quảng bình nơi đó nó biết được chính mình muốn toàn lực ứng phó đạt được trận chiến đấu này thắng lợi lâm huyền chậm rãi đi đến trên lôi đài mâu quảng bình từ sư tử bối thượng xuống dưới đối hắn hành lễ sư đệ ta biết trận này võ đấu đối với ngươi thực không công bằng nhưng là ta sẽ toàn lực ứng phó. Lâm Huyền cũng đối hắn hành lễ. Mâu Quảng Bình lúc này mới trở lại sư tử bối thượng lấy ra chính mình trường thương. Làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Sát, Mâu Quảng Bình giống giận, sư tử cũng đi theo giống giận hướng về Lâm Huyền vọt lại đây. Trung quanh có không ít người vây xem đã rời đi, vượt qua năm cái cảnh giới chiến đấu. Không có bất luận cái gì quan khán đi xuống ý nghĩa nhưng mà liền ở mâu quảng bình sắp vọt tới lâm huyền trước mặt thời điểm hắn lại đột nhiên mở miệng đối với kia sư tử học ra một cái gian nan khó hiểu âm tiết ngao nguyên bản thế không thể đỡ sư tử ở nghe được cái này âm tiết lúc sau thế nhưng là dừng bước chân nó nhìn về phía lâm huyền trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ cũng không dám nữa có bất luận cái gì động tác cũng may mâu quảng bình bản thân thực lực không tầm thường ổn định thân hình Lúc này mới hảo huyền không có từ sư tử bối thượng ngã xuống dưới. Làm sao vậy? Mâu Quảng Bình lập tức cùng chính mình sư tử câu thông. Từ sư tử trên người, hắn thế nhưng cảm nhận được một cổ thập phần mãnh liệt sợ hãi. Đây là chưa bao giờ xuất hiện quá. Lâm Huyền chỉ là lẳng lặng mà nhìn hắn, khóe môi treo lên một tia thần bí mỉm cười. Nói chuyện với nhau lúc sau, Mâu Quảng Bình lại nhìn về phía Lâm Huyền trong ánh mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng hắn trầm ngâm thời gian rất lâu lúc này mới từ sư tử bối thượng đi xuống tới sư đệ cũng là một vị thuần thú sư lâm huyền gật đầu màu quảng bình than nhẹ một tiếng đối với lâm huyền hành lễ làm một cái thuần thú sư hắn tự nhiên biết chính mình sư tử vì cái gì sẽ có như vậy phản ứng như thế tình huống chỉ có một loại giải thích đó chính là lâm huyền ở thuần thú thuật thượng tạo nghệ muốn xa xa siêu việt chính mình sư đệ ta không bằng ngươi giọng nói rơi xuống hắn say người đi xuống lôi đài thấy như vậy một màn tất cả mọi người ngây ngẩn cả người đây là tình huống như thế nào một cái ngự không bốn trọng lục cấp thuần thú sư thế nhưng lựa chọn bỏ quyền hôm nay đã phát sinh sự tình một lần lại một lần đổi mới bọn họ nhận chi càng lệnh người khiếp sợ chính là kia sư tử thế nhưng cũng là phủ phục trên mặt đất đối với Lâm Huyền hành lễ, theo sau xám xịt đuổi theo chính mình chủ nhân nện bước. Này liền thắng, dưới đài kia trưởng lão trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng chi xác Lên đài phía trước hắn còn cố ý dặn dò mâu Quảng Bình, nhất định phải toàn lực ứng phó. Không nghĩ tới hắn một cái đối mặt liền bỏ quyền. Thật lâu sau, giám thị trưởng lão mới tuyên bố chiến đấu kết quả. Thứ năm chàng võ đấu, Lâm Huyền thắng. Trường 579 thanh niên đại đế lúc này dưới đài mọi người càng là đã xem ngây người không lâu phía trước mâu quảng bình còn nói chính mình sẽ toàn lực ứng phó nhưng là hắn lại tại như vậy đoàn thời gian lựa chọn bỏ quyền này không phải chính mình đánh chính mình mặt sao chỉ có một ít chân chính hiểu biết thuần thú thuật người mới biết được lúc này mâu quảng bình có bao nhiêu bất đắc dĩ thuần thú thuật cùng thực lực không quan hệ đây là một loại thực độc đáo thuật pháp đúng là bởi vì yêu thú tồn tại thuần thú sư cơ hồ chính là vô địch cũng đúng là bởi vậy ở hai cái thuần thú sư tương ngộ thời điểm so đấu thường thường không phải thực lực của chính mình như thế nào mà là chính mình ở thuần thú phương diện tạo nghệ lâm huyền cùng mâu quảng bình chiến đấu nhìn như cũng không có bắt đầu kỳ thật bọn họ hai người đang âm thầm đã giao thủ mà mâu quảng bình cũng đích xác không bằng lâm huyền bại hạ trận tới thuần thú sư đối chính mình yêu thú là tuyệt đối quyền uy cho nên ở trong chiến đấu thường xuyên sẽ xuất hiện tình huống như vậy chỉ cần chủ nhân không dưới lui lại mệnh lệnh kia yêu thú liền sẽ không mang tất cả chết trận dù cho là đối mặt thực lực viễn siêu chính mình cường địch chúng nó cũng sẽ không có bất luận cái gì lùi bước nhưng mà điểm này ở lâm huyền trên người lại là hoàn toàn bị đánh vỡ lâm huyền chỉ là một tiếng than nhẹ liền dễ dàng đoạt đi rồi kia sư tử quyền khống chế nó sẽ ở tới gần lâm huyền thời điểm dừng lại đó là bởi vì đã chịu lâm huyền long uy quấy nhiễu cũng đúng là bởi vậy mâu quảng bình mới có thể lập tức từ bỏ chiến đấu bởi vì hắn biết tiếp tục chiến đấu đi xuống đối chính mình tới nói không có bất luận cái gì chỗ tốt ngược lại vô cùng có khả năng sẽ làm hắn mất đi chính mình sư tử hắn không có chút nào hoài nghi, Lâm Huyền là tuyệt đối có thể làm được điểm này. Cũng đúng là bởi vậy, hắn tại ý thức đến chính mình không phải Lâm Huyền đối thủ lúc sau. Liền ở trước tiên lựa chọn kết thúc trận này không có bất luận cái gì trì hoãn chiến đấu. Lấy cường khinh nhược đã làm hắn trong lòng thực không thoải mái, nếu còn bại bởi Lâm Huyền. Khi hắn về sau liền càng là không dám ngẩng đầu. Lâm Huyền cười khẽ, chậm rãi đi xuống lôi đài. Nếu Mâu Quảng Bình lựa chọn từ bỏ, kia hắn cũng nhạc thanh nhàn. Lúc này, chung quanh một ít không rõ chân tướng người đã nghị luận lên. Phá phàm cảnh giới, không đánh mà thắng lấy được trận đầu thí luyện thắng lợi. Lâm Huyền thân phận trở nên càng thêm khó bề phân biệt. Tuyệt đại đa số người đều cho rằng Lâm Huyền là đi cửa sau lặng lẽ mua được trưởng lão. Lúc này mới sẽ có như vậy chiến đấu bày biện ra tới trận này võ đấu đích xác có nội tình, chỉ là bọn hắn không biết. Lâm Huyền mới là thụ hại một phương. Người làm như thế nào được? Từ đồ nam trên mặt tràn đầy tò mò chi sắc. Lâm Huyền chỉ là cười khẽ, cũng không có giải thích. Cùng lúc đó, mặt khác lôi đài chiến đấu cũng liên tiếp kết thúc. Mỗi cái lôi đài tham chiến nhân số cũng không nhiều. Cuối cùng mỗi cái lôi đài đều dư lại 8 thắng lợi già. Khoảng cách nội môn đại bỉ còn có rất dài thời gian muốn ở còn thừa 800 cái nội môn đệ tử trung quyết ra ba cái xuất sắc giả. Này cũng không phải một việc dễ dàng. Trận thứ hai thí luyện lại sẽ là cái dạng gì đâu. Lâm Huyền trên mặt tràn đầy chờ mong chi sắc. Trận đầu thí luyện hắn liền gặp mâu Quảng Bình như vậy cường đại thuần thú sư. Kế tiếp địch thủ càng là làm hắn chờ mong vô cùng. Bên cạnh tư đồ nam thấp giọng nói. Thí luyện cũng liền như vậy vài loại có rất lớn có thể là cơ quan tháp con rối trận linh tinh đồ vật. Lâm Huyền gật đầu, bình thường tông môn thí luyện đại để là như vậy mấy loại. Nhưng là trí tôn điện phủ lại như thế nào sẽ là bình thường tông môn đâu. Liền ở ngay lúc này, kia giám thị trưởng lão mở miệng. Trận thứ hai thí luyện, các ngươi sẽ đi trước đại đế cung điện, ở cung điện trung tiến hành. Nghe được lời này, mặc kệ là Lâm Huyền vẫn là những người khác, tất cả đều ngây ngẩn cả người ở đại đế cung điện trung tiến hành thí luyện. Đây là bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới sự tính. Đặc biệt là Lâm Huyền, hắn trong lòng càng là kích động dị thường. Đây là cái võ giả thời đại Hoàng Kim, trí tôn đại đế, đế đếm không hết. Nhưng là, này cũng không ý nghĩa ai đều có thể nhìn thấy đại đế, dù cho là đại đế chỗ ở. Cũng bị đông đảo võ giả tôn sùng là thánh địa. Hiện tại thế nhưng muốn ở đại đế chỗ ở tiến hành thí luyện. Này thật đúng là làm hắn có chút kinh ngạc. Đại đế cung điện có điểm phiền toái, Lâm Huyền nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm, rất nhiều trưởng lão đem thí luyện trường tuyển ở đại đế cung điện chung. Hiển nhiên là muốn mượn dùng đại đế khí thế tới sàng chọn đệ tử. Dù cho chỉ là đại đế cư trú cung điện, lâu dài tới nay cũng sẽ lây dính đại đế hơi thở. Đối với hơi yếu một ít võ giả tới nói, này quả thực chính là chí mạng. Kỳ thật, hắn đảo không phải lo lắng cho mình. Hắn tuy rằng vẫn là phá phàm cảnh giới võ giả, nhưng là linh hồn của hắn sớm đã vượt qua cùng thế hệ người không biết nhiều ít. Dù cho là đi đại đế cung điện, nghĩ đến hắn cũng sẽ không so người khác kém cái gì. Lâm Huyền chân chính lo lắng ngược lại là Tư Đồ Nam. Tư Đồ Nam một thân độc thật xuất thần nhập hóa, nhưng là linh hồn của hắn cường độ cùng với thực lực lại là nhược lệnh người giận sôi nếu thật sự đối mặt một vị đại đế hơi thở kia hắn chỉ sợ cũng có nguy hiểm. Từ đồ nam lại còn không tự biết, trên mặt tràn đầy kích động chi sắc. Đại đế A, à, không nghĩ tới ta sinh thời thế nhưng còn có thể nhìn đến đại đế. Đối với bình thường võ giả tới nói, đại đế chính là yêu cầu nhìn lên tồn tại. Lâm huyền nhíu mày, thấp giọng nói ra chính mình lo lắng. Từ đồ nam ngẩn ra, thật lâu sau mới thật cẩn thận hỏi sẽ không thật sự như vậy đáng sợ đi." Lâm Huyền cười khổ, khó nói, nếu thật là đại đế chi uy kia chỉ sợ không có mấy cái đệ tử có thể thông qua thí luyện. Lâm Huyền nói thực đúng trọng tâm, đối mặt chân chính đại đế chi uy. Dù cho là ngự không cường giả cũng tuyệt đối vô pháp thừa nhận. Hiện tại cũng chỉ có thể chờ mong những cái đó trưởng lão rốt cuộc phải dùng biện pháp gì. Trải qua một trận rối loạn lúc sau, Kia giám thị trưởng lão mang theo mọi người đi hướng Đại Đế cung điện phương hướng. Đi vào nơi này, Lâm Huyền rõ ràng cảm nhận được đại điện chỗ sâu trong có một cái cường đại hơi. Thở, kia hơi thở tựa hồ ở ngủ say, lúc này mới không có thương tổn đến mặt khác đệ tử. Đại đế quả nhiên đáng sợ. Lâm Huyền thấp giọng lẩm bẩm, Thần Sơn bên trong cũng có muôn vàn đại đế, nhưng là kia chỉ là đại đế tàn hồn mà thôi tuy rằng như cũ thập phần cường đại, lại không có như thế đáng sợ uy thế. Lúc này đối mặt một vị tồn tại đại đế, dù cho hắn còn ở ngủ say. Kia khủng bố khí thế cũng không phải bình thường võ giả có thể bằng được. Không chỉ có là lâm huyền, chung quanh những đệ tử khác cũng sôi nổi ngây ngẩn cả người. Đối mặt như thế cường đại hơi thở, tất cả mọi người không cấm thất thần. Các ngươi đều là cùng thế hệ chung người xuất sắc, nhưng là này còn xa xa không đủ. Đại đế trí tôn sở dĩ cường là bởi vì bọn họ tuổi trẻ khi đó là từng người cảnh giới chung. Vương giả, chung quanh trong phòng có đại đế tuổi trẻ khi hình chiếu. Hình chiếu sẽ căn cứ các ngươi thực lực tới áp chế tu vi. Bảo đảm cùng các ngươi cùng cái cảnh giới. Cùng cùng cảnh giới đại đế giao chiến kiên trì thời gian dài nhất 80 danh. Sẽ tiến vào tiếp theo luân thí luyện. Nghe được lời này, Lâm Huyền trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc trăm cái người thắng, này một vòng thế nhưng chỉ sang chọn ra một phần mười. Này đó trưởng lão, không khỏi cũng quá nóng vội đi. Trận thứ hai thí luyện, hiện tại bắt đầu. Một vị trưởng lão tuyên bố nói. mươi 580 đại đế hình chiếu. Trung quanh thật là có không ít phòng, mọi người nối đuôi nhau mà nhập. Chờ chính mình địch nhân, đại đế hình chiếu. Bất quá, bọn họ lại có chút không cho là đúng. Ở đây người đều là tâm cao khí ngạo hạng người, lại có ai sẽ thừa nhận chính mình không bằng người khác đâu? Dù cho không phải đại đế đối thủ, chẳng lẽ còn đánh không lại cùng cảnh giới đại đế sao? Đúng là bởi vậy, bọn họ tiến vào phòng thời điểm đều là tin tưởng tràn đầy. Nhưng mà, liền chén trà nhỏ công phu cũng chưa quá, liền có người từ trong phòng bị ném ra tới. Đem hắn nâng sau khi đi, lập tức liền có mặt khác đệ tử bổ trên không thiếu trăm đệ tử, bắt đầu rồi một hồi khác loại tu luyện. Không quá bao lâu thời gian, liền đã có gần trăm người bị từ trong phòng ném ra tới. Trải qua này một phen chiến đấu. Bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch chính mình cùng đại đế chi gian tranh lệch. Lâm Huyền xem ở trong mắt trong lòng dị thường kích động. Thanh niên đại đế, hắn chờ mong trận chiến đấu này đã thật lâu. Lâm Huyền đi vào trí tôn điện phủ mục đích đó là thanh niên thời đại đại đế trí tôn nếu có thể ở chỗ này gặp được đại đế hình chiếu, vậy càng tốt bất quá. Lâm Huyền tiến vào số 7 phòng. Liền ở Lâm Huyền suy tư là lúc bên cạnh có trưởng lão mở miệng hô. Lâm Huyền gật đầu, đứng dậy đi hướng số 7 phòng. Căn phòng này nhìn qua thực chất phát, thậm chí liền cái giống dạng bài trí đều không có. Nhưng mà kia cổ vận hoàn cảnh chung, lại ẩn chứa một cổ khó có thể danh trạng hơi thở. Lâm Huyền mọi nơi xem xét một phen, lúc này hắn trong lòng tràn ngập kích động. Lúc này, trước mặt hắn xuất hiện một đạo thân ảnh, kia thân ảnh dần dần ngưng thật. Người này nhìn qua cùng Lâm Huyền không sai biệt lắm tuổi. Trên người hắn khí thế đúng là phá phàm cảnh giới. Lâm Huyền tiến lên, đối với đại đế thâm cúc một cung. Thỉnh đại đế chỉ giáo. Mặc kệ Lâm Huyền đối trí tôn điện phủ trưởng lão có bao nhiêu bất mãn, đối mặt đại đế hắn vẫn là ôm ứng có kính ý chẳng sợ đối phương chỉ là một cái hình chiếu mà thôi hình chiếu lượng ra chính mình binh khí đó là một phen đại đao lâm huyền không dám có chút đại ý cũng là lập tức lấy ra chân long kiếm thanh niên đại đế kia tuyệt đối là cùng cảnh giới trung vương giả lâm huyền tu luyện thời gian dài như vậy hắn cũng là cùng cảnh giới trung vương giả chỉ là không biết hắn cái này vương giả gặp cùng cảnh giới đại đế lại như thế nào sát đại đế hình chiếu nổi giận gầm lên một tiếng hướng về lâm huyền vọt lại đây tuy rằng chỉ là một hồi thí luyện nhưng là lâm huyền lại từ trên người hắn cảm nhận được nồng đậm sát ý tuyệt đối sẽ không sai một màn này làm lâm huyền không cấm nhíu mày này rốt cuộc là một hồi cái dạng gì thí luyện đại đế trên người sát ý không khỏi cũng quá nồng đậm đi không phải do hắn phân tâm đại đế hình chiếu lập tức liền dẫn theo trường đao vọt đi lên khủng bố khí thế tựa hồ làm cho cả phòng đều run rẩy lên leng keng lâm huyền lập tức nâng lên chân lòng kiếm tiến hành đón đỡ đao kiếm tương giao phát ra một cái đinh tai nhức óc thanh âm khủng bố lực đánh vào làm lâm huyền không ngừng lùi lại trái lại đại đế hình chiếu lại là vững vàng mà đứng ở tại chỗ hắn lạnh lùng nhìn Lâm Huyền, trong tay trường đao lại lần nữa chỉ về phía trước phương. Đại đế chính là đại đế. Lâm Huyền không khỏi kinh ngạc cảm thán nói. Cùng cảnh giới chung, hắn bày ra ra người khác khó có thể tưởng tượng thống trị lực. Dù cho là đối mặt ngự không cường giả, Lâm Huyền cũng thành thạo. Nhưng mà đối mặt cùng cảnh giới đại đế, hắn thế nhưng là có chút cố hết sức gần là một kích. Liền đã phân ra cao thấp kia thực lực khủng bố, làm Lâm Huyền có chút khiếp sợ. Hô, đại đế hình chiếu nháy mắt biến mất, chỉ để lại một trận tiếng xé gió. Cũng không phải kia hình chiếu có vấn đề, mà là hắn động tác thật sự là quá nhanh. Phong chi quy tắc, Lâm Huyền toàn lực thi triển thần đạo bộ pháp, vội vàng né tránh. Tuy là như thế, hắn vẫn là chậm một ít. Phốc, trường đao cắt qua hắn quần áo, ở hắn bên ngoài thân để lại một đạo bạch ấn, nếu không phải có bá thể thần công hộ thể, này một kích đủ để cho Lâm Huyền trọng thương. Lúc này, Lâm Huyền không cấm đảo trừ một ngụm khí lạnh. Khó trách phía trước người nọ sẽ ở chén trà nhỏ thời gian bị ném ra, không phải hắn quá yếu. Mà là đại đế thực lực quá cường. Lâm Huyền mấy lần siêu việt chính mình cực hạn nhưng mà ở đại đế trước mặt. Lại vẫn là có vẻ không chịu được như thế một kích. Lực chi quy tắc tan biến quy tắc. Thần đạo kiếm pháp may mắn tránh thoát một kiếp lúc sau lâm huyền rốt cuộc triển khai phản kích trần lòng kiếm tuôn ra đạo đạo kiếm quang hướng về kia đại đế hư ảnh tập qua đi hoặc phách hoặc chém lâm huyền đem thần đạo kiếm pháp thi triển vô cùng nhuần nhuyễn nhưng mà đối mặt đại đế hình chiếu hắn lại trước sau đều không có chiếm cứ thượng phong cùng cảnh giới đại đế thật sự là quá cường dù cho này đây lâm huyền thực lực cũng bất quá là miễn cưỡng duy trì cục diện Lúc này, bên ngoài mấy cái trưởng lão lại là có chút nôn nóng. Lâm Huyền đã đi vào thời gian rất lâu. Đồng thời tiến vào đệ tử sớm đã tất cả đều bị đánh ra tới, thay đổi một vụ lại một vụ. Nhưng mà Lâm Huyền nơi số 7 phòng, lại trước sau đều không có truyền ra bất luận cái gì động tĩnh. Lại như vậy đi xuống, hắn liền tiến vào tiếp theo luân A. À. Kia trưởng lão trên mặt lộ ra một tia lo lắng chi xác hắn chịu người gửi gắm, muốn cho Lâm Huyền nhanh chóng bị đào thải rớt. Nhưng mà thời gian dài như vậy đi qua, Lâm Huyền lại càng đánh càng hăng. Bên cạnh, tư đồ nam trên mặt lộ ra đắc ý chi xác Một đám phế vật cứ như vậy còn muốn tại nội môn đại bỉ thượng đánh lui ta cùng Lâm Huyền. Theo sau, hắn cũng đi tới một phòng bên trong. Ta cũng đến xem, này đại đế hình chiếu rốt cuộc có cái gì bất đồng chỗ lúc này lâm huyền đang ở trải qua một hồi thập phần thảm thiết chiến đấu chiến đấu liên tục trong khoảng thời gian này hắn đã mấy lần bị đại đế hình chiếu công kích tới rồi kia trường đao uy lực thập phần khủng bố rơi xuống lúc sau thậm chí làm hắn đều có chút ăn không tiêu trên người hắn có vài đạo miệng vết thương thậm chí đều đã thấy huyết ở có bá thể thần công thêm vào dưới còn có thể chịu như thế thương thế không khó tưởng tượng này đại đế hình chiếu thực lực có bao nhiêu khủng bố dần dần lâm huyền cũng là đánh ra chân hỏa hắn sớm đã vết thương chồng chất trái lại đại đế hư ảnh lại lông tóc không tổn hao gì cũng không phải bởi vì này đại đế hình chiếu có cái gì đặc thù mà là bởi vì lâm huyền từ đầu đến cuối đều chưa từng công kích đến hắn lâm huyền thần đạo kiếm pháp cố nhiên thập phần tinh diệu thậm chí nhiều lần bước cho đại đế hình chiếu liên tục phòng ngự nhưng mà cũng chỉ là như thế thôi mặc kệ lâm huyền tiến công có bao nhiêu cường thế lại đều chỉ kém một chút mỗi lần công kích đại đế hình chiếu đều có thể thực xảo diệu tránh né qua đi kia khủng bố thân pháp cùng biết trước lực làm lâm huyền cảm thấy có chút đáng sợ lôi chi quy tắc lâm huyền trong tay chân long kiếm quay cuồng một đạo bạc xà dần dần bò tới rồi mũi kiếm mặt trên đây là ở đại đế cung điện nội lâm huyền vô pháp ngưng tụ ra lôi vân nhưng là muốn đơn giản sử dụng lôi chi quy tắc hắn lại là có thể làm được đại đế hình chiếu tự hồ cảm nhận được nguy cơ thế nhưng trước tiên một bước làm ra ứng đối hành động cũng chính là ở hắn xê dịch nháy mắt kia bạc xà bay đi ra ngoài oanh hồ quang rơi trên mặt đất ném đi bên cạnh bàn ghế nhưng mà đại đế hình chiếu lại là đứng ở bên cạnh không hề có đã chịu lôi điện ảnh hưởng thấy như vậy một màn lâm huyền trước mắt sáng ngời hắn tựa hồ biết đại đế hình chiếu vì cái gì sẽ như thế vô địch